xa về thăm mảnh đất quê ta đẹp giàu. Em xin giải những bóng cờ lời ca quan họ đậm sâu quê nhà. Tiếng hát đi cha ni hoa trên quê hương biết yêu của ta. Tiếng hát đi cha ni hoa dâng đi niềm vui nga trong tay xuân mới trái gai trẻ già thắm đi trốn gần xa cùng về tới hội tới hội quê về ta đi. Thắm thiết nghĩa ý tình quê hương ta chứa trang niềm vui thắm thiết nghĩa ý tình. Lúa đồng mênh mang mùa màng tươi tốt đây đây ta mình vui hát giao duyên điệu chèo như mãi điệu chèo say đắm lòng tôi. Sân đình đông đúc mọi người ra xem, từ cụ già tới các em hân hoan phấn khởi trong đêm bồi hoàng. Hà đi dọn đi già em đi hà đi mang đi mang đi nao nước mắt đi hoàn đi. Quý các quý Phật tử, quý khách thập phương cùng toàn thể bà con nhân dân trong và ngoài thôn đã về dự đêm liên hoan văn nghệ chào mừng lễ hội Miếu Đông năm 2024 trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình xin gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và một lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi đêm liên hoan văn nghệ thành công, tốt đẹp. Kính thưa quý vị, lễ châu mở hội Miếu Đông, trống xong cờ mở truyền lan khắp vùng, trẻ già nô nức tưng bừng, ngày vui lễ hội đón mừng xuân sang. Miếu Đông thờ Đức Thánh Hoàng, có công lập ấp mở mang cõi bờ. Hằng năm đến ngày bây giờ, đời đời con cháu kính thờ tiên công. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Mạch, trưởng ban tổ chức lên khai mạc và đánh trống khai hội. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý khách thập phương cùng toàn thể nhân dân trong và ngoài xã, trong không khí tưng bừng phấn khởi, hồ hởi, nô nức
chào đón lễ hội Miếu Đông, thôn Nghĩa Châu, xã Hòa Bình. Lễ hội truyền thống Miếu Đông hàng năm là để tưởng nhớ và tri ân công đức của các bậc tiền nhân, thờ Đức Thành Hoàng Bản Cảnh Đông Hải Đại Vương đã có công khai khẩn lập làng giữ nước để có được thôn Né Châu, làng Từ Châu hôm nay. Lễ hội là để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh, mùa màng bội thu, người người mạnh khỏe, gia đạo hạnh phúc ấm êm. Đây là biểu hiện văn hóa tâm linh mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, gắn kết cộng đồng làng xã. Để giữ vững thuần phong mỹ tục mà đã được ông cha ta truyền lại cho hậu thế con cháu gìn giữ kế thừa mà mãi mãi trường tồn cho muôn đời sau. Nay tôi thay mặt ban tổ chức lễ hội Miếu Đông, thôn Nghĩa Châu, xã Hòa Bình xin trịnh trọng tuyên bố khai mạc chương trình đêm văn nghệ quần chúng chào mừng lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024. Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý khách thập phương cùng toàn thể nhân dân một lời chào sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Chúc đêm liên hoan văn nghệ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, những chùm pháo hoa lung linh đa sắc màu đang rực sáng trên bầu trời thể hiện sự linh thiêng của đất trời, khát vọng về một năm mới hòa bình, thịnh vượng. Pháo hoa nổ dập trời, chắc hẳn lòng chúng ta bỗng thấy hân hoan, vui sướng đến lạ. Xin kính chúc mọi nhà thật bình an, may mắn và thật nhiều niềm vui. Hy vọng năm 2024 chúng ta sẽ gặt hái được thêm nhiều thành công hơn nữa.
cảm ơn màn trình diễn vô cùng tuyệt vời đến từ câu lạc bộ Múa Lân Sư Tâm Hoa Đường rất nhiều. Kính thưa quý vị, và để liên tục chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội Miếu Đông của thôn Nẽ Châu, làng Từ Châu, xã Hòa Bình trong buổi tối ngày hôm nay, xin kính mời quý vị hãy cùng hướng ánh mắt lên sân khấu để cùng chào đón câu lạc bộ văn nghệ dân vũ thôn Nẽ Châu với bài múa Ơn Đức Phật Hoàng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Alo. Vâng, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, lễ hội có các trò vui, trọi gà, bắt vịt, cầu ô, đánh cờ, hát văn trèo cổ, ngất ngây, vui hội rộn ràng tiếng cười, du xuân lễ hội tình người vui xuân. Kính thưa quý vị, và để liên tục chương trình văn nghệ, xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt lên sân khấu và cùng chào đón bài múa Hội Làng Quê Em của các bác đến từ câu lạc bộ dân vũ thôn Châu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Điệu chèo vô cùng mượt mà và thướt tha của các bác đến từ câu lạc bộ văn nghệ thôn Châu rất nhiều. Kính thưa quý vị, múa Lân Sư Rồng là một trong những điệu múa không thể thiếu mỗi dịp lễ Tết. Nó không chỉ mang nét đẹp văn hóa tâm linh mà còn thể hiện đặc trưng văn hóa của người châu Á và mang ý nghĩa cầu mong may mắn, sức khỏe và sự thịnh vượng. Và ngay sau đây, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự trở lại của đội múa Lân Sư Rồng Tâm Hoa Đường. Oh,
Alo. Dạ vâng ạ, xin quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đội múa Lân Sư đến Tâm Hoa Đường được không ạ? Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, Bồng Lai là cảnh thiên thai, tấu cô đôi thượng đại tài ai qua. Hầu vua hầu mẫu bơ tòa, tiếng tăm lừng lẫy. Vua bà yêu thương, về đồng đánh phấn soi gương, lược ngà trải chuốt vành dây vấn đầu. Và liên tục chương trình văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay, xin kính mời quý vị hãy cùng hướng lên sân khấu và chào đón bài múa Cô đôi thượng ngàn của câu lạc bộ dân vũ thôn Nẽ Châu.
dưới đồng đăng áo cá chờ bờ nghĩ thị chùa Tam Thanh nhất nhị vào ra cô chơi đông cuồng tuần quán bảo hà chín thơm, rung rinh quẩy hàng đầu non, rung rinh rung.
tháng câu ca bên sườn núi sau lưng đèo người mèo ta hát bằng câu ca bên sườn núi sau lưng đèo người mèo đi về. Dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cả cô Đồng và cũng như câu lạc bộ văn nghệ thôn Lễ Châu được không ạ? Dạ vâng, kính thưa quý vị, liên tục chương trình văn nghệ chúc mừng lễ hội Miếu Đông của thôn Lễ Châu, làng Từ Châu, xã Hòa Bình trong buổi tối ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị hãy cùng đến với một giọng ca vô cùng ngọt ngào của người con quê hương thôn Lễ Châu. Xin kính mời giọng ca của cô Đặng Ngoãn với một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Ngọc Khuê, ca khúc được mang tên Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón. Bên lũ anh bên lũ cánh đồng làng ven đê, hồ tây xanh mênh mông trong tươi thắm nắng chiều, làng em là hoa, hoa thơm ngát bốn mùa. Hồ Tây đôi bên trong tình yêu hương hoa lúa rộn ràng. Hương hoa bay rào rạt, làng hoa em gọi mùa, mùa xuân. Lúa lên xanh thắm, bên hoa em thơm ngát. Hồ Tây ơi mùa xuân, tình ca đơm hoa từ lòng đất. Đôi đứa tình yêu mùa xuân, làng em hát câu ca ấy, lúa mùa này thêm bông hạnh phúc trên đôi tay nơi anh đã gieo mầm. Chiều nay anh dù xa, hoa nói với anh nhiều. Hồ Tây nên duyên vẫn gần nhau cuộc đời. Lúa thơm ngát cho em hát cùng người, bởi lúa yêu cuộc đời nên xanh thắm tươi ruộng vòng, sương lấp lánh mặt hồ cho hoa em ngào ngạt, hương hoa bay rào rạt, làng hoa em gọi mùa.
từ lòng đó. Mùa xuân làng lúa làng hoa, mùa xuân đôi lứa tình yêu, mùa xuân làng lúa làng hoa, mùa xuân. Vâng, xin cảm ơn giọng ca vô cùng ngọt ngào và sâu lắng của cô Đặng Hoãn. Và kính chúc cô sẽ có thật nhiều sức khỏe để gửi tới toàn thể quý vị thật nhiều những ca khúc mà cô tâm đắc nhất. Xin cảm ơn cô. Kính thưa quý vị, nhắc đến Thái Bình quê ta là nhắc đến một miền quê mang vẻ đẹp chất phác đôn hậu như chính những người con của quê lúa Thái Bình. Và chính cái bình dị yên lành chân thật đó là một nét độc đáo và duyên dáng của người quê lúa đã được nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh gửi gắm qua ca khúc Thái Bình quê hương tôi. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị hãy lắng nghe ca khúc này qua phần thể hiện của song ca Minh Ngọc và Đức Huy. Hãy
Dạ vâng, kính thưa quý vị, để liên tục chương trình văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng hướng lên sân khấu để chào đón sự trở lại của câu lạc bộ văn nghệ thôn Nẽ Châu với bài múa Nhớ Về Hội Lim. Xin mời quý vị cùng đón xem. Ơ nhạc đâu? What? Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, trong khi chờ đợi bài múa Nhớ Về Hội Lim, xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa cho sự trở lại của đội Lân Sư Rồng Tâm Hoa Đường. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bài múa không đưa nhạc thì chưa được. Ba nhạc cho thôi. Các bà đưa nhạc. Thank you.
Quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn đội múa Lân Sư Rồng Tâm Hoa Đường được không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, và để khép lại chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội Miếu Đông của thôn Nẽ Châu, làng Từ Châu, xã Hòa Bình trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng hướng lên sân khấu để chào đón bài múa Nhớ Về Hội Lim của câu lạc bộ văn nghệ thôn Nẽ Châu. Mai xa xôi.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, bài múa nhớ về Hội Lim đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội Miếu Đông, thôn Nẽ Châu, làng Từ Châu, xã Hòa Bình trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc toàn thể quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc lễ hội Miếu Đông thành công, rực rỡ. Và liên tục chương trình xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Mạnh, trưởng ban tổ chức sẽ lên sân khấu có những bó hoa tươi thắm để cảm ơn cũng như chúc mừng các câu lạc bộ văn nghệ tham gia trong buổi tối ngày hôm nay. Xin kính mời đại diện của các câu lạc bộ văn nghệ tham gia văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay sẽ lên sân khấu để nhận quà của ban tổ chức. Ngày này năm tới gặp nhau hồi làng, xin trân trọng cảm ơn.